ngày 12 tháng 1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tư pháp năm 2021, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, ngành tư pháp phải nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, cán bộ công chức của ngành phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của ngành tư pháp trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020. Trong đó, ngành tư pháp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của ngành gắn với cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã thẩm định 347 dự thảo nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hàng năm, công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được triển khai hiệu quả, thường xuyên củng cố kiện toàn 1.470 tổ hòa giải ở khắp các thôn xóm tổ dân phố. Tỷ lệ hòa giải thành công từ 83-90%, góp phần làm giảm khiếu nại tố cáo. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Với những tồn tại vướng mắc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, một số quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chưa thống nhất, công tác phối hợp với các sở ngành còn hạn chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số đơn vị còn mang tính hình thức. Đối với nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị. Thì tôi đề nghị là chúng ta sẽ bám vào cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, và trên cơ sở quy định của các luật rồi chỉ đạo của địa phương, các công chí sẽ triển khai. Cái thứ nữa là tôi đề nghị là nâng cao cái vai trò thẩm định của các văn bản quy phạm pháp luật, phải xác định nó rõ, nhận biết các văn bản nào, quyết định nào, đề án chủ trương nào liên quan đến các là văn bản quy phạm pháp luật, là ngành tư pháp phải xác định được nó và thẩm định nó và tuân thủ để nâng cao cái chất lượng thẩm tra thẩm định, và từ đó là chính công chí công cán bộ công chức ở đây chúng tôi phải nâng cao cái trình độ lên, kiểm tra các văn bản, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật của toàn bộ hệ thống chúng ta. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, ngành tư pháp phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện văn bản điện tử, phát huy hơn nữa vai trò hiệu quả của tổ hòa giải cơ sở nhằm tạo điều kiện giải quyết những vướng mắc kịp thời, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng bằng khen cho một tập thể và 3 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho một cá nhân vì đã đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.